Dương và Brakat Family, kênh Vợ Việt Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan, xin chào cả nhà. Chồng Dương mới nói sáng đi tập gym mua táo. Táo đồ. Táo đỏ. Gì vậy ạ? Gì vậy bê? Gì mà ba đứng lấy táo rồi con ủ gì vậy? Nè con quay qua coi, con xin chào mời cô chú ơi. Nó chơi cái cây đẩy nè, nó kêu ỉnh ủ tùm lum hết cái cây này nè. Cái cây này cây làm ồn ha Vi ha. Sáng đi tập gym cái sẵn tập xong cái ảnh ghé siêu thị á, kế bên phòng gym của ảnh ảnh mua táo. Táo này ở đây ta bán như 27 ngàn ký táo. Ở đây thì xứ sở táo, bởi mình ăn táo nó rẻ. Mua cái gì nữa anh? Táo and what? Bánh what? Toast hả? Mua bánh mì sandwich nè. Anh nói mua bánh mì sandwich nè. Ở đây bịch bánh mì sandwich này như là how much hay đi? Five đô đi hả? 30 ngàn bánh mì sandwich. Đây nó lẻo đẻo nó đi nè, nó đi theo nè. Cỏ lên dài quá trời, cái thấy có mấy chú đang cắt cỏ ngoài sân nè cả nhà. Quay cho cả nhà xem, người ta cắt cỏ rồi nhưng thấy người ta dùng máy móc được không à. Hôm bữa chưa có thấy ngoài đầu đường thì người ta hay đi nguyên một nhóm vậy đó, cắt xong cái có mấy chị nữ thì sẽ gom cỏ rồi bỏ vô bịch rồi đó. Nè, thấy chưa, thấy Đăng Vi giỏi chưa, anh Ken có giỏi không? Đó, nó lấy đồ nó bỏ vô máy giặt, đi giặt nè. Rồi bỏ vô máy giặt ha. Ken coi học hỏi thôi. Ken coi học hỏi nha. Đó, tao bỏ đồ vô máy giặt rồi đó. Mẹ. Của mẹ. Rồi của mẹ. Mama là mẹ đó. Giỏi đi, con giỏi đi. Black. Mẹ. Của ba ba đó. Rồi, bỏ lên máy giặt đi. Đâu rồi? Đâu rồi máy xin rồi đâu? Đi coi đường giặt nha. Đó, đem đồ bỏ máy giặt. Chào cả nhà. Dương nhà Prakash, Trang Vi xin chào cả nhà. Rồi, hôm nay thông báo cho cả nhà mình biết một tin vui. Nhà Dương đã thuê được nhà rồi. Mừng quá trời luôn cả nhà ơi. Công kỹ tìm đâu 5 căn nhà. Thì cuối cùng cái căn mà nhà Dương được chọn á là căn mà Dương xem là thứ 5 á. Thì hôm nay Dương sẽ chia sẻ cái trải nghiệm đi thuê nhà ở bên Ba Lan cho cả nhà mình biết nha. Gian nan cực khổ. Dương thấy ở đâu mình đi tìm nhà cũng cực, nhưng mà ở Ba Lan này Dương thấy còn cực hơn nữa. Tại vì nó có nhiều cái vấn đề nó phát sinh lắm cả nhà. Để Dương với Prakash chia sẻ kỹ hơn cho cả nhà mình biết nha. Thôi đi. You can say about experience you find for rent house here. You can say something about you looking for the house, how and what happened during the time we check the house. Example. Cut. Then start. You mean the experience about finding house? I told everyone we found a house. Yes. So. Yeah, there is an app for finding house. OLX and one more. You can find houses from there, but most of them are booked by agents. So you have to pay the agency fees for them. There are some houses posted by owners, but they don't speak English, most of them.
either you have to pay 1 month extra fee to agent, or you have to find the owners speaking English. So like we saw around 4-5 houses. But when we go there, they said everything is okay, all good. We agree, sign the contract. Come home next day, they send, sorry, we find someone else. Means you're ready with your money, you want to pay deposit, you want to pay everything already. But they don't want. It's like that. Someone they don't want the foreigners, someone they say too many people. The house 60 meter, but they say 4 people too much. They want to rent for couples, they say no kids, because sometimes the house is full of glass furnitures. They don't want the kids. So yeah, it's fine, but in the end we found a house. Yeah, it's nice. But it was not easy, and now they ask for some kind of contract, different. It means you have to go to notary and then sign the contract, not the regular contract. This house is a regular contract. Means the owner send you the copy on email, you take a printer, you do the signature, owner do the signature, then finish. But now it's different. So they told me that first we will sign, owner and me, after paying the deposit. Then I should go to notary, and then I pay like 400 zloty. And then you have to get the signature from notary office. And you also need a document. Like if they kick you out of apartment, where you will go. But foreigners, they don't know many people, like local people having house. So there are some companies, they will give you the kind of statement. So it also costs you 400. Means you need at least 1,000 to finish the contract process. Really? Yes. I mean, pay for notary fee, you mean? Notary is 400. Extra, the document for address is 400. Then you need a translator in notary, maybe 200 or 250. And then, now we have to pay 2 months deposit. 8,500. And then, it's all good. Tomorrow we will meet him and sign the contract. All good. You share the house how you like, or the house alike. There are some house with garden, so it was very nice, but unlucky we couldn't have it. 2-3 house we like, means it's completely new, but they don't want to rent to us. This house is also okay, not too old. They also don't have much furniture, so it's fine. They have UV has space. This one keep below, please. Let me see. Please. Thank you. Ba chia sẻ nhà cho cô chú nè. Anh Huy đi xuống chơi nè, cho ba chia sẻ nhà cho cô chú. Là ba thuê được cái căn nhà sao nha. Để Prakash chia sẻ cả nhà cho cái căn nhà hai vợ chồng vẫn thuê được nó làm sao nha cả nhà. What? Tôi rất thích khu dân cư. Nhà mới. Nhà mới lớn. Big to. Lớn. To. 60 mét. 62. 65. 65 hả? Including balcony. Including balcony 65. Yes. Nhà thì 62, balcony 3 mét hả? 24. It's nice, I like the house. It's near the... From here it's like 15-17 kilometers. Means not too far from the city, but still fine. An important thing is we have the metro. It's only 100 meters from home. You can walk and take metro. So 20 minutes to city center, downtown. Take the metro. The house is nice because you have too much of space.
It's not one building. There are too many buildings. Mm. And it's a private area, not for cars, traffic. Mm. So it's kind of quiet. Mm. Mm-hmm. Good. Quý đừng quay này vòng vòng, cô chú chóng mặt đó Quý. Coi nè, dành cái cây của Dương này nè cô chú. Ừ. Thương thương ba kìa Quý. Ba kêu con thương thương ba kìa. Hả? Lấy nào? Lấy đồ chơi này hả? Trời, nó đòi cái rổ nè. À, cái cục trà là. Cái này là trái trà là. Con lấy làm chi? Ừ. No. Hả? Nè. Nè. Cho nè. Đưa trái trà là cho nó đổi gì trời. À, con lấy cái nước sốt này hả? Chai này hả? Trời, nó đòi cái chai sốt. Hả? Biết nó chưa? Nãy giờ nó ăn bánh mì với nước sốt. Sauce. Red. He said red color. Nó nói màu đỏ đó, âm bạc cô chú. Màu đỏ hả con? Ra cái ác bạn làm việc. Chào. Con xin chào ông bà cô chú đi. Nè giỏi đi. Con giỏi con xin mà chào ông bà cô chú. À, lấy cái chai tương cà. Lấy chai tương cà nó chơi con kìa cô chú ơi. Cô chú coi ranh viên nó lì vậy cô chú ơi. Ghét quá à. Nha Vi, bà con lấy đồ con chơi đi. Con qua đây. Con vô lấy anh. Brakat mới chia sẻ cho cả nhà cái quá trình nhà Dương đi thuê nhà. Gian trưng quá cả nhà ơi. Trời ơi, đi thuê mà người ta không có muốn cho người nước ngoài thuê á. Cho nên những cái nhà mình xem mình chịu, mình thích á, người ta không có cho mình thuê. Mà người ta không cho mình thuê mà người ta cũng lịch sự lắm nha. Lúc mà mình đi hỏi, trao đổi tại căn nhà đó, mình gặp mình thích liền, mình nói người ta mình rất là thích luôn, mình sẽ trả tiền cọc cho người ta liền luôn. Có nghĩa là ngày coi đó thì sắp xếp ngày mai lại là Dương với Brakat sẽ trả tiền cọc liền. Nhưng mà người ta cừ, người ta lịch sự, người ta không có... người ta tỏ vẻ giống như người ta rất là thích mình, người ta rất là muốn cho mình thuê nhà vậy đó. Nhưng mà khi mà về nhà rồi là bắt đầu là người ta nhắn tin liền là tối lại người ta nhắn, hoặc là sáng hôm sau người ta nhắn là người ta nói mình là người ta cho người khác thuê. Trời ơi, làm hụt hẫng quá trời luôn cả nhà ơi. Cho nên cuối cùng mà nhà Dương đi tới căn thứ 5 á, là cũng may là cái chủ nhà người ta cho nhà Dương thuê. Cho nên là nhà Dương thuê cái căn mà Dương đi lần thứ 5 á, là Dương thuê cái căn đó luôn. Cũng hên là chủ nhà cho thuê mới thuê được á cả nhà, chứ nếu mà chủ nhà không cho thuê là lại đi tìm tiếp. Ok, nên là chủ nhà người ta cho thôi, nhà Dương cũng chịu luôn cái căn đó. Căn đó thì nó cũng số mét nó rộng á cả nhà. Nó tới 62-63 mét cộng thêm cái ban công nhỏ nữa. Rồi cũng một phòng ngủ, nhưng mà cái phòng ngủ nó rộng. Rồi cái phòng khách nó cũng rộng. Rồi thêm một phòng bếp. Cũng không có được hai phòng ngủ cả nhà ơi, chỉ có một phòng ngủ thôi à. Nhưng mà cái diện tích nhà thì nó nhiều hơn, nó lớn hơn. Cho nên nhà Dương cũng chọn luôn. Cho nên mình chịu khó, chứ giờ sao cả nhà. Ở đây khó tìm nhà lắm. Rồi căn đó Dương thuê giá 26 triệu á cả nhà, đã bao gồm phí rồi. Thì khu vực đó Dương thích lắm, nó ở quận tên là Kabati của thủ đô Warsawa. Cái quận đó thì nhìn xung quanh thì mình sẽ thích, tại vì có quán ăn, nhà hàng, rồi cà phê đồ đó xung quanh cái khu vực mình, căn hộ mình đi xuống chừng đi bộ chừng 100 mét vậy đó, cái mình ra đường chính cái nó có quán ăn, nhà hàng, cà phê đồ, rồi đó cận mặt đường chính nó có metro nữa, nên mình đi đâu nó cũng tiện.
cái hai vợ chồng nhưng thấy khu vực đó cũng tiện quá, cũng cũng được, phù hợp cho gia đình mình đó. Rồi căn hộ thì có thang máy nữa, cho nên là tiện cho Dương dẫn anh Vi đồ đi lên đi xuống. Nhà đó Dương thuê là ở tầng 3. Ở bên đây thì nhiều căn người ta, nếu mà nhà mà căn hộ cũ quá đó cả nhà, người ta sẽ không có thang máy. Cho nên cũng có nhiều nhà nhưng mà nhiều khi nó không có vừa ý mình được. Ví dụ như là nhà mà căn hộ mà không có thang máy thì Dương với Ranvi đi lên đi xuống không được. Giống như cái ngày đầu mà đi xem nhà kia được tới 2 phòng ngủ, nhưng mà lại đi cái thang bộ á, thấy cái đường lên xuống lúc mình dẫn Ranvi đi lên đi xuống nó không tiện. Với lại cái căn đó thì nhà thì rộng nhưng mà khu vực đó không có buôn bán gì hết đó, mình thấy cũng buồn. Thì thôi chú Út Guộc hai vợ chồng cũng tìm được cái căn mà thấy là nó phù hợp nhất. Mình cũng thấy nó phù hợp với mình, với lại người ta cho mình thuê là quan trọng. Ở đây nhà Dương đi xem quá trời nhà, người ta không cho mình thuê cả nhà ơi. Nhà mới đẹp á, thích lắm, giá cũng ok nữa, nhưng mà chủ nhà người ta không cho mình thuê. Chắc có lẽ là nhà mới quá, nội thất mới đó cả nhà, hiện đại bây giờ đó. Cái chủ nhà chắc sợ có ranh vi, sợ có con nít nó hay làm dơ của người ta hay gì đó, cho nên người ta không có thích cho nhà Dương thuê. Nên rốt ruột nhà Dương cũng thuê cái căn đó, cũng không phải căn hộ nội thất mới, vẫn là nội thất tầm bình thường thôi, nhưng mà nhập thậm chí ít nội thất hơn cái nhà Dương đang ở nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, mình chấp nhận mấy cái cơ bản, miễn đủ mấy cái cơ bản thôi, tại vì có ranh vi nhà Dương cũng không có cần nhiều nội thất. Hôm nay Dương làm cái video nhỏ này gửi cho ông bà cô chú anh chị và các bạn chia sẻ với tin vui nhà Dương đã tìm được căn nhà thuê rồi. Nhà Dương dự định là sẽ giữa tháng 9 này sẽ dọn qua nhà mới nè cả nhà. Thì tới đó Dương quay cái nhà mới cho cả nhà xem lại nha. Hôm nay Dương xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Cảm ơn đã luôn ủng hộ kênh Bờ Việt Chồng Ấm Cuộc Sống Ba Lan.